Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứ Ni Da ha. Hôm nay thì vườn em tiếp tục giới thiệu cả nhà mình 18 cây sứ Thái ghép. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 30.000 cho đến 500.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 mới gửi nha cả nhà. Em gửi cây đường Sa Tô Châu và đường Bưu Điện, xếp hàng trên toàn quốc luôn. Rồi, có số 1 cây ghép 2 màu, Bubba Gold và T1. T1 3 lớp đỏ cánh vàng tím, cây ghép 8 bo 150.000. Số 2 là ghép 2 màu nữa, Phương Lam vàng 3 lớp màu vàng cánh phớt hồng, cánh nhọn. Cái giống đó hoa cực kỳ rộ nha, và nguyệt cát có hương thơm đậm mùi luôn, trắng gân đỏ, cây 12 bo 150.000 2 màu. Số 3, Thần Tài 5 cánh màu đỏ, cây 13 bo 150.000. Số 4, Ngọc Hiển 5 cánh màu vàng, có cái sọc nhẹ, cây 7 bo 150.000. Số 5, Long Hành 3 lớp đỏ tươi, cây tựa dài, 9 bo 150.000. Số 6, cây ghép 2 màu, ghép 8 bo, 7 bo là hồng chi màu trắng viền hồng, và có một bo là của Phú Thành 3 lớp đỏ tươi. Cái Phú Thành là ghép phối, nó nằm chính giữa nha cả nhà, chung quanh á, xoay chung quanh là hồng chi. Rồi, cây 8 bo 150.000. Số 7, Hoàng Thiên Hương màu vàng, hoa thơm, cây 8 bo 150.000. Số 8, một chậu 2 gốc. Cái gốc này có hình quái nè, ghép kim phá, cái gốc kim phá là hình củ quái nha. Kim phá 3 lớp màu vàng, lớp bìa có lem đỏ. Và một gốc phía bên đây, hình củ quái mà nhẹ hơn. Rồi, ghép mà cái gốc phía bên đây là Nguyệt Tâm Năm, 4 lớp màu đỏ. Rồi, một chậu vô 2 gốc, 150.000. Tiếp số 9 là cây một cốt ghép hồng bích, 3 lớp trắng viền hồng, 30.000 hồng bích. Số 10, Mảnh Long Ba 4 lớp màu vàng cánh viền hồng, cây tựa khá là dài luôn nè cả nhà. Nó thay lá nè, nó vừa ra lá non lại nè nha. Những cây tựa dài này mình đi hàng là rất là ok, đi xa máy cũng an tâm. Cây 10 bo 150.000. Số 11 tiếp một chậu vô hai củ nữa, Vĩnh Lộc 16 3 lớp trắng sọc hồng, và An Lạc 3 lớp vàng cam cánh viền hồng có hương thơm. Một chậu hai củ mà mỗi một củ nó tầm bàn tay em xà rộng ra nha, 100.000. Số 12 tiếp một cây củ quái ghép hai giống, Bubba Gold và Gia Minh là 3 lớp màu tím sọc, cây 6 bo 200.000. Số 13 đổ về sau là hàng VIP. 13 là Vân Ngọc 4 lớp màu đỏ, giống này hoa to và hoa rộ, cây ghép 14 bo 450.000. Số 14 ghép 2 giống 2 màu, Mỹ Linh 23 3 lớp vàng cam gân đỏ, với lại Vĩnh Lộc 44 màu vàng cam sọc đỏ, cây 9 bo 500.000. Cái gốc này kêu bằng rất là xuất sắc luôn nè cả nhà, củ cơ bắp nha, cơ bắp nó phân múi ra đều củ luôn. Rồi, 9 bo 500.000. Số 15 là Nguyệt Tâm Năm 4 lớp màu đỏ, cây 10 bo 450.000. Những cây hàng VIP này bên em làm hàng là chọn những cái giống hoa cực kỳ rộ và mình dễ chăm sóc nữa, nên cả nhà mình cứ an tâm mà chọn những giống này về mình chơi ha. Nguyệt Tâm Năm 10 bo 450.000. Số 16, Hoàng Kiều 3 lớp màu vàng có sọc hồng nhẹ, cây 9 bo 450.000. Hoàng Kiều là hoa màu vàng đậm luôn nha. Số 17, Kim Yến 3 lớp màu vàng có sọc đỏ, cây 9 bo 400.000. Số 18 là một cây loại nhỏ, cây chậu xe chín lớn nha. Đây, số 18, Mảnh Long 1 3 lớp 6 bo 100.000. Rồi, hôm nay thì em giới thiệu cả nhà mình 18 cây. Cả nhà mình mua một lượt 5 cây, em sẽ tặng cho mình một cây sứ hạt lai tạo nha. Cái gốc sứ hạt đó là trồng khoảng là 2 đến 3 năm. Cây củ to và già rồi. Rồi, cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh thì mình hãy bấm đăng ký và ấn vào chuông thông báo
để mình đón xem được tất cả những video của bên em đăng lên giới thiệu hàng ngày ha. Chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.